Bà mỗi một công chúa, một công chúa bồ côi bố 6 tuổi. Và 6 tuổi từ đấy bà không lấy ai. Thế nuôi con lớn khôn rồi dựng vợ cả chồng thì cô lấy chồng, cô có con được một giai một gái, cô ở bên tiệc. Thế thỉnh thoảng cô về thăm bà thôi. Chứ bà cũng có sang chơi một lần, bà ở lại 8 tháng. Thế nhưng bà thôi cho bà về. Nó để chủ nhật nó còn việc nọ việc kia. Thế là có mẹ sang nó phải dẫn đi chơi. Con nên có mẹ sang rồi, biết hết rồi, bên tiệc hết rồi. Ở nhà con gái cũng đi làm, con trai cũng đi làm. Nói chung không có ai là ở nhà, không đi làm lấy gì mà tiêu. Thế bây giờ mượn người giúp việc thì có lúc mình cần thì lại không có. Người ta chạy mất, hay như bà vào đây. Vào đây thứ nhất là nhờ nhà nước, thứ hai là có tất cả bà con nó đỡ buồn. Lúc nào có người nói chuyện. Thế thì ở nhà thì con đi vắng, một mình bốn bức tường, biết nói chuyện cùng ai. Con ở bên tiệp hả? Con ơi, mẹ bây giờ mẹ vào trung tâm dưỡng lão. Nói chung là nhân viên, bác sĩ là tốt lắm. Đối với mẹ mình là quý lắm. Thế mẹ vào đây thì chưa trước các cháu đến chơi thăm hỏi, ăn uống đều hòa. Bây giờ có cả ca nhạc, ca nhung hát hỏng thì không có buồn con ạ. Thế bây giờ mẹ vào đây rồi, của nhà nước chứ không phải là của tư nhân. Thế cho nên mẹ vào trong này rồi thì thỉnh thoảng thì con có gọi điện, thì con cứ gọi điện về trung tâm, gọi là các cháu ở đây nó có số điện hết, nó vào nó đón cho mẹ, mẹ nghe điện nhá. Này con hỡi, nín đi trong giấc ngủ, mơ cha về âu yếm một chiều nay. Về lòng con đang ngóng đợi bao ngày, cha con vẫn vô tình như chẳng ấy. Thực đau khổ cho tình con biết mấy, đã bao lần mẹ khóc đến tàn cánh. Con ơi, những đêm qua hơi gió thoảng qua mảnh, làm cho ngọn đèn xanh leo lắt. Con ơi, nghĩa là đã về con mà ta phải sống, chế về con mà ta quên hết đau thương.